Nhỉ? Thấy đi chưa Linh? Rồi. Thì ở đây chúng ta đã tạo xong project Laravel này. Sau khi tạo xong nó sẽ tạo ra một cái thư mục và tải hết toàn bộ các thư viện về cho chúng ta vào trong thư mục vendor. Sau đó thì nó sẽ ở dưới cùng nó sẽ có đoạn là application ready build something amazing. Thì chúng ta sau khi tạo xong nhá thì chúng ta phải CD vào trong nó. Vào phía trong ấy 1702 tab cái vào trong blog. Chuyển con trỏ với con băng lai của các bạn vào trong thì các bạn mới PHP artisan serve được. Yeah. Đến bây giờ thì chúng ta mới tiến hành là localhost 2.8000. Localhost, à nhầm, 2.8000. Còn các bạn thay đổi port khác hay là tạo ra cái domain khác thì tùy các bạn. Cái đấy là việc của các bạn, tôi đã hướng dẫn rồi, tự các bạn tạo ra thôi. Được chưa nhỉ? Tiếp theo thì chúng ta sẽ làm quen với cái khái niệm tiếp theo là khái niệm về PHP artisan, tức là cái artisan của Laravel. Thì các bạn gõ mở con mang line đi, mở lên. Mở con mang line ra. Thì chúng ta gõ cho tôi PHP artisan enter xuống. Thì đây nó sẽ sổ ra cho các bạn một cái danh sách toàn bộ các câu lệnh có thể dùng được của PHP artisan của chúng ta. Và cái định nghĩa, cái giải thích, cái ý nghĩa của cái câu lệnh đấy ở bên cạnh. Được chưa? Đây clear compile này, down này, up này, tinker này, server này, serve này, optimize, migrate, list, inspire, help, rồi app name, set lại cái tên cho cái app của mình. Ví dụ cái app name nó nằm ở đâu? Nó nằm ở đây này, nằm ở trong cái NV này. App name là Laravel đúng không? Chúng ta có thể set lại bằng câu lệnh là PHP artisan app 2.1702 gạch dưới blog app name, nhầm, app name cách 1702 blog. Xong đấy các bạn, của nó set lại cái app name luôn này. Đây này, nó update trong composer cho đây này. Các bạn sẽ nhìn thấy cái PSR4 nó thay đổi lại thành cái 1702 blog. Là từ giờ trở đi tất cả các cái thư viện của chúng ta dùng cái gì ấy. Như hôm trước tôi hướng dẫn các bạn là dùng cái root này đúng không? Bây giờ muốn sử dụng một cái thư viện nào đấy thì chúng ta ví dụ muốn truyền cái root này, điều hướng cái root này chúng ta muốn sử dụng cái model ở trong cái project của chúng ta ấy, thì chúng ta sẽ tiến hành là sử dụng nó bằng cách là use cái 1702 sược blog sược user như này thì mới dùng được, thay cho chữ app. Được chưa? Cái đấy thì tùy chúng ta thôi, bạn nào đổi đổi, không đổi thôi. Như tôi vẫn thích dùng cái mặc định của nó, tôi lười đổi cái khác đó. Passing error app. Ủa, thôi lỡ nghịch ngu rồi, không đổi lại rồi. Thôi kệ nó đi, chúng ta đành sống chung với lũ vậy. Để coi lại xem cái app này nó có bị đổi namespace đây này. Namespace đổi thành 1702 blog này. Nó thay đổi tất cả các namespace của chúng ta. Rồi. Còn tiếp tục giới thiệu những cái thứ khác. Đây. App này. Auth clear reset này. Rồi cake. Config. DB. Event. Rồi key. Cái key generate, các bạn nhìn thấy key generate không? Hôm trước tôi có một vài bạn là không chạy được cái câu lệnh command line của cái Laravel installer đúng không? Thì chúng ta phải tải về từ GitHub, sau đó là nhưng mà tải về từ GitHub thì các bạn không có file NV. Không có cái file NV này mà các bạn phải sử dụng sửa đổi tên lại của thằng app NV example này đúng không? Thì ở trong đây nó không có app key. Thì sự khác nhau giữa NV và cái NV example là nó tự sinh cho các bạn cái app key. Thì cái app key này các bạn có thể sinh ra bằng câu lệnh là PHP artisan key generate để sinh ra cái app key. Được chưa? Tiếp theo là make là tạo, được chưa? Tạo ra. Ví dụ tí nữa chúng ta sẽ tiến hành là tạo ra những cái bảng trong cơ sở dữ liệu của chúng ta bằng code PHP. Thì ở đây chúng ta có phần đấy nó gọi là phần migration. Thì đây chúng ta có make migration, tạo ra file migration mới này, tạo ra phần seeding mới này, test mới này, middleware mới, mail mới, listener, job,
event controller, tất cả mọi thứ có thể thực hiện bằng make. Make này chúng ta dùng rất là nhiều, được chưa? Tiếp theo là migrate. Migrate này thì có là migrate install này, refresh, reset, rollback status để kiểm tra cái phần migrate, notify, queue, rất là nhiều. Trong này nó là các cái tính năng được tích hợp sẵn ở trong Laravel, chúng ta có thể chạy được bằng một câu lệnh command line, có rất là nhiều ở trong này, được chưa? Thì tiếp theo anh Toàn có thêm bổ sung cái gì về thêm về phần nào addition này không? Hả? Đơ à? Rồi, tưởng anh có ý kiến gì? Có ý kiến gì bổ sung thì anh cứ nói nhé. Bởi vì anh Toàn anh ấy đọc rất là nhiều. Tôi thì tôi toàn là đưa những cái tôi làm thực tế vào thôi. Còn anh Toàn anh đọc rất là nhiều nên nhiều khi cũng muốn hỏi xem anh có phát kiến gì mới hay không. Rồi, tiếp theo chúng ta sẽ đến với khái niệm tiếp theo là khái niệm về migration. Thì chúng ta vào trong phần Laravel doc này. Search cho tôi chữ migration. Database migration. Thì tất cả tài liệu của cái migration này nó nằm hết ở trong cái phần này. Được chưa? Nằm hết trong này. Đặc biệt các bạn chú ý tôi đến các câu lệnh sau, câu lệnh command line sau. Ở đâu nhỉ? Đây rồi. Câu lệnh đầu tiên generate migration. Thì trước hết là nói về migration nhá, chúng ta có khái niệm khi mà thiết kế một dự án ấy, chúng ta có hai khái niệm. Là hai chiều khi mà làm dự án thì chúng ta có khái niệm là DB first và code first. Nhá. DB first là gì? DB first là tạo ra cơ sở dữ liệu trước, database. Tạo trước rồi mới tạo class. Yeah. Và khái niệm thứ hai là code first. Tôi muốn nói thêm cái phần này. Code first là chúng ta tạo ra model, sau đó đồng thời là tạo luôn ra cái bảng mà cái model này sẽ đại diện cho. Được chưa? Thì cái migration này có ý nghĩa là như sau. Chúng ta sẽ tạo ra một cái class ở trên ở trong project, tạo ra một class. Trong class đấy chúng ta định nghĩa về tên bảng, định nghĩa về các cột và kiểu dữ liệu của cột, kiểu dữ liệu luôn. Sau đó chúng ta thực hiện chạy một câu lệnh nào đấy, nó sẽ giúp chúng ta sinh ra cái bảng ở trong cơ sở dữ liệu luôn. Yeah. Thì cái này là khái niệm về làm về code first. Còn database first thì chúng ta không, thì chúng ta bỏ qua khái niệm về migration luôn. Chúng ta chỉ việc tạo ra các model và cái model nó sẽ đại diện cho một cái bảng ở trong cơ sở dữ liệu là xong, chứ không cần phải migration. Thì đấy là khái niệm migration. Migration là tạo ra cái cơ sở dữ liệu bằng những cái câu lệnh code trong PHP. Thì dùng migration nó có điểm lợi, đó là project của chúng ta sau này khi mà đi triển khai ở các nơi ấy, chúng ta không phải mang database backup nữa. Không như bình thường là chúng ta tạo ra database xong sau đó muốn mang đi đâu là chúng ta phải export cái database đi ra, đúng không? Sau đó B đi triển khai mới thì chúng ta phải import cái file data, tạo một cái DB mới ở trong cái cơ sở dữ liệu ở cái dự án sau. Sau đó chúng ta ôm cái code này vào thì nó map với nhau thì xong. Nhưng mà khi làm migration và code first như này thì là project của chúng ta đi đến đâu, là database, cấu trúc của database và những cái master data đi theo đến đấy, thì chúng ta không phải làm cái việc là tạo cơ sở dữ liệu kia nữa. Chúng ta chỉ tạo ra một cái cơ sở dữ liệu trắng, sau đó chúng ta tiến hành thực hiện một hay hai câu lệnh trong command line là chúng nó tự động sinh ra cái cấu trúc cơ sở dữ liệu và những cái master data mẫu của chúng ta. Chúng ta không phải làm gì thêm, được chưa? Tiếp theo thì mình sẽ hướng dẫn, trước khi vào migration thì mình sẽ hướng dẫn các bạn tạo ra cho mình một cái, đây như đây của lớp 1610 này, chúng ta tạo ra cho mình một cái database, new database. Đây là 1702 block. Tra xét là UTF-8. UTF-8 chứ không phải UTF-8MB4 đâu nhá. Tiếp theo là cái phần collation thì là các bạn chọn cho mình cái UTF-8 Unicode CI. Ok xuống. Đây, trong này chúng ta chưa có cái bảng gì. Database tên là 1702 cái dưới block. Tạo đi. Xong chưa?
nhá. Tiếp theo chúng ta tiến hành kết nối cái project của chúng ta với cái cơ sở dữ liệu. Nhớ phải bật cơ sở dữ liệu lên nhá. Không tí nữa lại bảo vì thầy ơi vì sao không chạy, mà tôi nhìn thấy là Sam mà chưa chạy cái MySQL tôi lại chửi cho. Được chưa? Sau đó các bạn mở tôi cái file NV ra. Chúng ta có phần kết nối cơ sở dữ liệu đây này, nó bao gồm cái phần này. DB connection. Đây là loại cơ sở dữ liệu của chúng ta sẽ kết nối đến. Được chưa? DB host là 127.0.0.1, tức là máy của mình. Hay là có thể viết vào đây là local host thì tùy. Port là 3306. Database là homestead. Được chưa? Thì đây là cái tên database chúng ta vừa mới tạo này, chúng ta tạo sửa lại cái là tên DB database là 1702-blog, đúng cái tên của cái cơ sở dữ liệu chúng ta vừa mới tạo. Username của các bạn là root, tôi cũng là root. Password của các bạn để trống thì xóa nó đi. Được chưa? Còn của tôi là 123456 bởi vì tôi đã set password cho cái tài khoản này rồi. Xếp xuống. Được chưa? Cái này là xong, kết nối đến cơ sở dữ liệu. Trong trường hợp nào, lưu ý này, trong trường hợp các bạn làm cái này rồi vẫn không kết nối được cơ sở dữ liệu thì chúng ta mở cho tôi cái file, mở cái thư mục config file database ra. Config file database ra. Đây này các bạn để ý này. Cái default config trong database default, tức là cái loại cơ sở dữ liệu mặc định sẽ được áp dụng, nó sẽ là lấy từ cái biến là từ cái hàm là nvdb connection. Được chưa? Thì ở đây cái hàm nv nó hôm trước tôi đã giải thích rồi. Cái hàm nv nó sẽ lấy giá trị của cái key tên là db connection này ở trong file nv. Nếu mà cái db connection này không có giá trị thì nó sẽ lấy luôn cái giá trị viết ở cái tham số thứ hai trong hàm nv này. Được chưa? Thì ở ngoài file nv, cái db connection của chúng ta đang là MySQL thì nó sẽ xuống đây này. Nó sẽ xuống đây, nó chiếu đến cái kết nối này. Kết nối tên là như thế này để nó áp dụng vào trong cái project của chúng ta. Được chưa? Các bạn hoàn toàn có thể là thay cái tên, thay thẳng cái này bằng cái tên này. Đây gọi là fix cứng, hard code thẳng vào đây cũng được. Được chưa? Tác dụng của nó như nhau. Tiếp theo ở phía dưới này là cái phần kết nối đến cơ sở dữ liệu này. Driver ở đây là MySQL, host bằng DB host, nếu mà không có giá trị thì bằng 127.0.0.1. Port bằng này, username bằng này, database bằng này, username bằng này, password bằng này. Socket chúng ta chưa có thì cứ kệ để trống thôi. Cha set, bây giờ các bạn update cho tôi cái cha set này bằng UTF-8 và ở phía dưới là UTF-8 MB4 thì bỏ đi, bỏ cái MB4 đi. Sửa lại thành UTF-8 Unicode CI. Nếu mà bạn nào không sửa cái này thì tí nữa đến lúc mà chúng ta migrate ra nó sẽ gây lỗi. Bởi vì cái chiều dài, độ dài mặc định của cái collation UTF-8 ấy, nó là 255 ký tự. Nhưng mà nếu mà chúng ta sử dụng UTF-8 MB4 thì cái chiều dài mặc định của nó chỉ có 196 ký tự thôi. Cho nên là cái độ dài nó sẽ bị chênh lệch nhau. Cho nên chúng ta đang làm quen với 255 ký tự thì bỏ cái MB4 đi. Xếp xuống. Đây là cái điểm liên quan đến việc setup thì các bạn nên lưu lại ở một chỗ nào đấy để từ sau gặp thì có thể là tránh là kiểm tra trong cái việc kết nối cơ sở dữ liệu. Tất nhiên những cái NV này chúng ta hoàn toàn có thể thay đổi bằng thay nó, xóa nó đi, thay nó bằng một cái đoạn text nào đấy cũng được. Nhưng mà để cho nó tiện lợi cho cái việc người ta tìm kiếm cũng như là config thì người ta để thẳng luôn ở trong cái file NV để ngoài này luôn, xử lý cho nó nhanh. Được chưa? Xong chưa nhỉ? Tiếp tục nhá. Bây giờ đến phần là tạo ra cái migration. Thì chúng ta lại mở tài liệu ra chúng ta xem. Để tạo ra một cái file giúp chúng ta thực hiện migration thì chúng ta sử dụng cái artisan là make migration. Thì ở đây người ta đã demo này. PHP artisan make 2.migration create user table. Đây là sẽ tạo ra cái bảng user cho chúng ta. Thì ở đây chúng ta ngó lại trong cái cấu trúc xem là cái khi mà tạo ra thì nó sẽ nằm ở trong phần này. Thư mục là database, phần thư mục tiếp theo là migration. Ở đây người ta đã tạo sẵn cho chúng ta hai bảng.
là bảng user và bảng reset password trong này rồi. Được chưa? Thế nên chúng ta không tạo lại bảng user nữa, mà chúng ta sẽ tạo những cái bảng khác. Được chưa? Những cái cột này thì tí nữa đến phần làm đến thì tôi sẽ hướng dẫn các bạn tìm xem nó ở đâu, ý nghĩa nó như thế nào. Được chưa? Bây giờ chúng ta tạo một câu lệnh comment cho tôi như sau. PHP artisan make 2.migration cách create category table. Category table. Enter xuống. Xong chưa? Được chưa? Enter xuống. Ôi giời ơi, gì đây? Nghịch ngu rồi. Nó không tạo được cái namespace. Bậy thế nhỉ? Đấy, lỡ nghịch cái app kia. Chờ tôi chút. PHP artisan cái gì? App2.name là 1706 1702 pass ơi road app.php dòng 31. Chờ tí nhá, tôi xem nó là cái gì. Bootstrap, à cái này nó liên quan đến việc là composer dump auto load. Oh, bootstrap app này. Dòng 31 là dòng này. Sai gì đâu nhỉ? Bọn này lừa mình à? Sai gì đâu ta? 1702 blob http kernel plus http này, kernel này. Đúng rồi mà. Không, không liên quan đến cái đấy. Đây là lỗi ở trong comment rồi. Cái này thôi rồi, để tôi fix nhanh bằng cách là sẽ xóa cái này đi, tạo lại project khác. Nhục kinh. Đây là lỗi của Laravel nhé, không phải lỗi của chúng ta đâu. Nó không cho thay đổi, nó đổi app name xong phát là chúng ta không đổi lại được nữa. Đây là lỗi của Laravel. Rồi, chờ tôi một chút. Item. Cái này tôi đã tạo rất là nhanh rồi. Oh shit. CD. Chạy đi. Các bạn enter câu lệnh sùa đấy xuống có vấn đề gì không? Chạy được đúng không? Thì sau khi chạy xong ấy, các bạn vào cái file create user table nhá. Mở ra, mở cái phần migration, mở cái file bài này ra. Copy cho tôi cái đoạn scheme create đến hết phần này. Copy cho tôi. Copy ra. Sau đó paste vào trong cái file, mở cái file này ra, nó sẽ có là 2017 06. Này là bao nhiêu? 30 cái gì, một dãy số linh tinh gì đấy. Phía sau nó là create cái gì đấy đúng không? Chúng ta vừa tạo ra create category đúng không? Xong rồi các bạn và mở cái file đấy ra. Trong đấy nó sẽ có một cái function là up. Trong đấy sẽ có một cái function là up. Thì chúng ta sẽ tiến hành là paste cái câu lệnh này vào. Paste vào trong đấy. Được chưa? Paste vào đi. Sau đó tôi sẽ hướng dẫn tiếp. Về chưa? Rồi, tiếp theo. Cái bà nhàn, cái bà làm gì mà lâu ấy. Không, đây nó thay đổi một rổ các thứ luôn. Cái namespace hình như là nó bắt buộc phải là chữ.
namespace phải bắt đầu bằng chữ, nãy tôi đổi thành 1702 là bắt đầu bằng số, thì tên class không được đặt bằng số đầu tiên. Gì dạ? Không, chưa phê, mạng nó chậm. Xong chưa? Ai chưa lâu thế? Vì sao? Rồi, tiếp tục này. Scheme 2.2.create, scheme này là cái tương tác với bảng nhá, tương tác với cơ sở dữ liệu dạng bảng này. 2.2.create đây là một hàm gì? Hàm dạng gì? Chính. Đây là đối tượng này. Sử dụng cái 2.2. này thì gọi đến một hàm, thì gọi là hàm này là hàm gì? Ở chính. Gì ạ? Chính. Hả? Hàm này là hàm gì? Không nhớ à? Ơ Giang này không đi à? Để thu tiền. Nôn ra đây 10.000 nhanh lên. Nộp ngay cho anh Toàn ngồi phía sau. Nhanh lên. Luôn. Linh. Hàm này là hàm gì? Tĩnh. Tạo ra bằng cái câu lệnh gì? Cú pháp của nó là gì? Public cái gì đến function? Không nhớ cái này là chết đi nhá. Không nhớ cái hàm static thì là vỡ mồm đi nhá. Nên là liệu liệu mà học. Không học sau này đi làm người ta bắt đọc lại code không hiểu là vứt đi đấy nhá. Cạp đất mà ăn. Hàm này là hàm static, nhìn cứ nhìn đến chỗ nào có static, cứ nhìn đến chỗ nào có 2.2. Ở trong PHP ấy, thì chỗ đấy là hàm hoặc biến static. Được chưa? Đứa nào quên thì cứ liệu hồn. Tôi sờ đến mà không trả lời được thì đập chết luôn. Cái này đã học chán chê mê mỏi rồi. Tiếp theo là create, tức là đánh dấu cái việc là tạo ra một cái bảng mới trong cơ sở dữ liệu. Tạo bảng tên là gì thì ở đây, bảng ở đây chúng ta tên là bảng user. Được chưa? Chúng ta có cái bảng đầu tiên của chúng ta, nãy tôi để đặt tên là create category table đúng không? Thì chúng ta sửa lại cái này thành categories. Danh mục. Chưa? Mẹ cái này lâu vậy. Sửa thành categories. Ở trong nó có một cái blueprint. Cái này nó sẽ có cái việc, có cái khả năng là tạo ra config cho những cái cột nằm trong cái bảng này. Được chưa? Đây tôi giải thích ý nghĩa thôi. Còn chúng ta chỉ thay đổi cái tên của cái tham số đầu tiên này chuyển thành categories. Sau đó ở phía dưới này chúng ta sử dụng luôn cái biến table ở phía trên ấy. Biến table này thuộc cái lớp là lớp blueprint. Sau đó chúng ta gõ table trỏ đến. Thì cái trỏ đến này này, ví dụ đây nó trỏ đến increment. Giá trị là ID đúng không? Thì ở đây có ý nghĩa là nó sẽ tạo ra một cột tên là ID. Được chưa? Tên cột là ở trong này. Tên cột là ID. Tiếp theo cái increment này là cái của nợ gì? Thì chúng ta vào trong tài liệu. Kéo xuống một chút. Đây. Xuống phần column. Ở phía dưới nó quy định hết. Còn ai không dịch được thì tôi cũng không biết phải làm thế nào. Được chưa? Tự động đọc hiểu và xem các cái kiểu cấu trúc dữ liệu đấy nó là cái gì. Ví dụ ở đây nó tạo ra cột là loại kiểu cột là increment đúng không? Thì đối chiếu sang bên này, đây cột increment đây rồi. Tạo ra một cái increment, cái cột tự tăng ID dạng là primary key. Sử dụng unsigned integer. Được chưa? Cột này là loại integer và tự động tăng là auto increment. Set cho nó luôn là primary key. Xong chưa? Đấy là cái cột increment. Còn tên cột là cái gì các bạn tự đi mà đặt. Được chưa nhỉ? Tiếp tục. Đến cái các bạn đặt luôn cho tôi increment ID cho cái category nhá. Tiếp tục, table trỏ đến.
Các bạn viết sửa thành cho tôi thành kết gạch dưới name, chứ không để name mặc định nữa. Kết gạch dưới name. Để kiểu dữ liệu là string. Quy định kiểu tên loại dữ liệu cho cột này là string. Thì lại mở cái bên kia ra đọc xem string là cái gì. Đâu nhỉ? String tít dưới không? Đây. String kiểu dữ liệu là varchar. Yeah. Nếu các bạn muốn quy định về độ dài của cái thằng varchar cột này là bao nhiêu ký tự thì các bạn phẩy cho tôi một cái số ở đằng sau này. Ví dụ 1 2 3 4 gì đấy rồi đến 100, tối đa là 255. Được chưa? Đó. Còn nếu mà các bạn không quy định về số ký tự nằm trong cột số ký tự tối đa của cái cột này thì chúng ta để thẳng như này thì là mặc định nó sẽ là 255 ký tự. Được chưa nhỉ? Đắt hết rồi. Đấy, xong, đèo luôn. Gì đây? Mất team view chưa? Em không thằng nào ý kiến gì. Rồi. Ô, sao này lâu vậy nhỉ? Mạng mẹo, chán kinh. Tiếp tục. Tạo tôi thêm một cột nữa, table trỏ đến integer. Nhắc lại. Integer chứ không phải là integer đâu nhá. Số này là số nguyên. Integer. Số này là số nguyên. Đừng có đứa nào gõ nhầm, tôi gặp rất nhiều trường hợp gõ nhầm thành integer. Đào đâu ra cái chữ R này? Chuyện này rất bình thường nhá. Và tôi nói, tôi cảnh báo luôn, chúng ta rất hay gặp cái lỗi này. Cái lỗi bên này. Nên là tôi nhắc luôn để tránh ra. Được chưa? Rồi. Integer cột. Tên cột là kết gạch dưới ID. Nói sao thì biết thế. Kết gạch dưới ID. À nhầm, xin lỗi. Tên là parent gạch dưới ID. Kết ID của bảng khác. Parent gạch dưới ID. Không biết viết chữ E parent nào thì search Google đi. Không. Được chưa? Tự động tìm ở trong cái bảng vừa rồi xem kiểu integer là kiểu dữ liệu như nào. Mở ra đọc cho tôi. Nhàn. Dạ vâng gì? Tôi cần câu trả lời, tôi không cần câu thưa. Biến. Kiểu integer là kiểu gì? Rồi. Tiếp theo. Vẫn còn nữa nha. Tiếp theo. Table trỏ đến timestamp. Đây, chữ timestamp viết như thế này. Không thì vào trong cái trang kia, trong cái Laravel doc, search cái timestamp ra. Xem nó viết như thế nào thì copy paste vào đây. Cái timestamp này thì không cần phải có cái giá trị gì ở trong cả. Không nhá. Ở đây bảng category của chúng ta có 4 cột. Nhìn lên đây làm cái gì, nhìn vào bài mình ấy. Bởi vì tôi có viết ra đây đâu. Chúng ta có 4 cột. Cột đầu tiên là cột ID kiểu increment. Cột thứ hai là cột get name kiểu là string. Cột thứ ba là cột parent ID kiểu dữ liệu là integer. Cột thứ năm là timestamp. Yeah. Dịch cho tôi timestamp ý nghĩa là như thế nào? Luân. Hả? Cái gì mà thời gian tạm? Dịch cho tôi cái timestamp ở trong cái bảng kia nó có giải thích ở bên cạnh ấy, ở cột bên tay trái ấy, ở bên tay phải ấy, xem ý nghĩa của nó là như nào. Nói to đây nào.
này, lớp bổ túc tiếng Anh cấp tốc. Đứa nào mà không dịch được tiếng Anh thì xác định là chuẩn bị tiền để nó đi. Nhanh đây, dịch cho con. Chấp luôn Google Translate, nhanh. Nào luôn. Kiểu dữ liệu của hai cột là gì? Date hay date time? À, tôi không thèm nhìn tôi biết. Rồi. Time stamp thì nó sẽ tạo chúng ta hai cái cột ở trong cơ sở dữ liệu, là cột create status và cột update status. Được chưa? Hai cột này có ý nghĩa là khi mà chúng ta tạo mới một bản ghi ở trong cơ sở dữ liệu cho cái bản category này thì nó sẽ tự động insert giá trị cho cột create status, là đánh dấu cái thời gian cái bản ghi được insert vào theo giờ của server. Được chưa? Update status là khi mà chúng ta chỉnh sửa nội dung của cái bản ghi category nào đấy thì cái cột update status sẽ được thêm sẽ được insert giá trị, sẽ được sửa giá trị, chuyển thành ngày tháng cuối cùng mà cái bản ghi này được sửa. Được chưa? Cái này để giúp chúng ta tìm ra cái thời điểm tạo và thời điểm sửa. Ngoài ra khi mà thiết kế cơ sở dữ liệu thì những cái cột những cái bảng quan trọng chúng tôi hay nhét thêm vào trong này hai cột nữa, là hai cột created by, kiểu dữ liệu là integer nullable, và updated by hay là modified by là người sửa cuối cùng, cũng kiểu dữ liệu là integer, lưu lại cái ID của người sửa, sẽ truy ra là người nào là người tạo, người nào là người sửa vào thời gian nào. Được chưa? Và cái người đấy sẽ phải chịu trách nhiệm, bất biết là ông đấy có phải là vào hay không. Cứ tài khoản của ông vào là tôi cứ bắt ông đã rồi tính sau. Tội của ông là hả? Hả? Xóa vào mắt. Tôi ông xóa hộ tôi cái. Xóa kiểu gì? Hôm trước vừa mới giải thích xong là Laravel có hai cơ chế, một cơ chế là chúng ta có file lock. Ông làm cái gì, bất cứ ai làm cái gì ở trong hệ thống tôi biết hết. Đấy là một. Chả có ai quản lý cả, nó tự ghi vào. Còn lúc nào tôi thích đọc thì tôi bê tôi đọc. Còn cái thứ hai là chúng ta phải chủ động tạo lock bằng cơ sở dữ liệu. Đây là liên quan đến thiết kế cơ sở dữ liệu nha. Tôi nói chúng ta biết để sau này tôi đi mà làm đến những cái bảng quan trọng thì có những cơ chế này. Cơ chế đầu tiên là cơ chế cái khái niệm mà kiểm tra cái việc thêm sửa dữ liệu ấy, thì người ta gọi cái khái niệm đấy là khái niệm traceability. Được chưa? Trace data thì chúng ta có hai thành phần tham gia trong cái nội, trong cái bản thân cái bảng mà chúng ta cần theo dõi ấy, thì nó sẽ sinh ra thêm các cột là created, updated, created by và updated by, để nó biết được người nào là người tạo và người nào là người sửa cuối cùng. Bởi vì hôm nay chính vào sửa nhưng mai thằng Linh vào sửa lại thì thằng Linh là thằng sửa cuối cùng thì nó sẽ lưu ở đây thì thằng Linh chết, đúng không? Như thế này rất là nguy hiểm. Ngoài ra đây người ta chỉ đảm bảo cho cái việc là biết được thằng nào là thằng sửa cuối cùng thôi, được chưa? Thế còn biết được trong cái quá trình vận hành hệ thống thằng nào sửa ở thời điểm nào thì người ta sẽ thường sinh ra thêm một cái bảng nữa, là bảng ví dụ đây là category, đúng không? Thì chúng ta sẽ sinh ra thêm một cái bảng nữa là category gạch dưới history. Thì cấu trúc của cái bảng này giống y xì kệt cái bảng bên này, giống y xì kệt luôn. Nó chỉ khác cái là không có primary key. Bảng này không có primary key. Cứ mỗi một lần bảng này được thay đổi, insert một đồng thời một cái bảng ghi vào trong cái bảng history này, thì là trong quá trình làm việc người ta sẽ biết được luôn là cái bên này thay đổi, thì thực hiện một câu lệnh ví dụ tìm ra cái sự thay đổi trong lịch sử của cái
category có ID của 1 chẳng hạn. Thì người ta vào đây người ta thực hiện một câu select là select sao from category history where ID bằng 1 phát là ra nguyên một dòng lịch sử thay đổi của cái bảng category này. Thì đấy là cách check. Thì đang tiện nói với tham xem cái mở rộng của chúng ta cái phần này. Được chưa? Xong chưa? Tiếp tục mở command line ra chạy cho tôi câu lệnh. Lỗi bố rồi. You could. Tại rồi. Mạng ở đây cực kỳ tệ luôn. Nói bao lần cũng sửa được. Chúng ta chạy cho tôi tiếp theo câu lệnh. PHP artisan migrate. Migrate chứ không phải là migration nữa nhá. PHP artisan migrate. Sau đó mở cái database ra có xem không có. Có khi phải tạo wifi thật. Đây tôi có rồi. Đúng rồi. Sửa không được đâu. Phá bố rồi đâu. Chạy đi chưa? Tạo ra bảng không? Có đứa nào không tạo được bảng không? Lại nhà. Thanh toàn hộ. Tầm hậu của lốt. Cái câu lệnh này đã học từ cái hồi sử dụng MVC, xây dựng cái MVC rồi nhá. Đừng kêu là chưa học. Nó có 3 cái viết rồi. Autopilot. Ông ấy xa quá. Không nhìn thấy wifi của mình luôn. Bỏ này ạ. Chôn cậu. Không. Thank you.
Nào, tôi làm lại cho một lần này. Theo dõi này. Làm lại cho một lần nhá. Tập trung xem này. NV sửa kết nối lên cơ sở dữ liệu. Root. Xếp xuống này. Tiếp theo vào phần config. Vào database. Sửa lại phần phía dưới này, nhớ đúng cái MySQL nhé. Kết nối của mình là sử dụng database là MySQL mà. Thì sửa lại đúng MySQL. Bỏ cái MB4 đi. Xếp xuống. Sau đó tạo một câu lệnh CD vào trong 1702 block này. Tôi zoom to nó lên. PHP artisan make migration create category table. Xong. Giờ nó sẽ tạo chúng ta cái file này. Trong phần database migration đây. Được chưa? Nó ghi năm tháng ngày và tích tắc trong ngày hôm nay vào. Được chưa? Trong này sẽ không có cái gì cả. Cái nữa. Giờ tôi tạm thời xóa cái file này đi. Trong trường hợp chúng ta muốn tạo luôn tên bảng ở trong này, chúng ta từ trừ trừ table bằng categories. Wow. Sai gì ta? Phải table không nhỉ? Chờ tí tôi xem lại cái create trừ trừ create bằng enter xuống. Ủa gì đây? Open vendor thì fail to open signal fast such file or directory. Lỗi gì nhỉ? Ngu sao? Thôi rồi, ok. Khi mà thì như này này, khi các bạn thêm cái đoạn trừ trừ create này này, trừ trừ create bằng tên bảng ấy, khi các bạn thêm cái này vào này thì nó sẽ tự động sinh ra chúng ta cái đoạn này luôn, sinh ra chúng ta cái đoạn create này luôn. Ở trong nó chỉ là chưa có tên cột thôi, nó tự động nó sinh ra chúng ta cái đoạn này, tự động sinh chúng ta cái đoạn này luôn. Được chưa? Nó không có cái mớ ở trong này. Bây giờ chúng ta tôi tạo lại cho các bạn cái categories. Tên bảng ấy thì tôi hay đặt là số nhiều. Nhớ nhá. Tên bảng thì hay đặt là số nhiều. Bởi vì một bảng là một tập hợp các cái bản ghi, mỗi bản ghi là một đối tượng. Được chưa? Thì là tôi hay đặt số nhiều bởi vì nó là tập hợp mà. Tiếp theo increment này. Get name này. String là cái này là integer. Integer là get id, parent id. Id. Chúng ta hoàn toàn có thể set được cho một cột nào đấy, nếu mà các bạn không set gì nhá. Tất cả các cột của chúng ta đều là not null. Nếu các bạn không set gì, tất cả các cột của chúng ta đều là not null. Trong trường hợp chúng ta muốn set một cột nào đấy được phép null, tức là không điền giá trị cũng insert được, thì chúng ta set cho nó là nullable. Nó mở ngoặc. Trong trường hợp chúng ta vẫn không muốn nó là được null, nhưng mà nó sẽ phải có một cái giá trị mặc định nào đấy, thì chúng ta sẽ set cho nó là default. Và cái giá trị sẽ được viết ở đây, tôi viết là không chẳng hạn. Được chưa? Thì đây là cách chúng ta viết. Ngoài ra, nếu mà một cột các bạn muốn set nó là unique, tức là không bị có giá trị bị trùng được ấy, chúng ta sẽ set cho nó là unique. Nó mở ngoặc như này.
thấy chưa? Không cần ăn sai. Ăn sai cái có sai cái gì. Thấy chưa? Ở đây tôi set cho cái parent ID của tôi là nullable. Đóng mở ngoặc vào. Ở dưới vẫn có timestamp bình thường. Thấy chưa? Sau đó ở phía dưới này này, nếu mà các bạn muốn, các bạn hoàn toàn có thể là skim drop, drop một cái bảng là bảng category này. Drop if exists. Thì khi mà các bạn chạy câu lệnh là PHP artisan migrate cái gì ấy, DAO ấy. Nãy nó có cái DAO đúng không? PHP artisan. Đây, nó có một cái PHP artisan up và PHP artisan DAO ấy. Thì khi mà các bạn DAO project xuống thì là nó sẽ xóa hết tất cả các cái bảng của chúng ta đi. Nếu mà chúng ta muốn, còn không thì thôi để này cũng được. Thì tiếp theo tôi sẽ chạy câu lệnh để chúng ta tạo bảng. Thì ở đây là PHP artisan migrate. Xong. Mở cơ sở dữ liệu ra, refresh. Được chưa? Create category này. Chúng ta có thể vào design để xem. Đây ID này. Key auto increment. Parent ID nó không tích. Nó không tích vào đây đúng không? Thì là nó được phép null. Có những thằng ID và thằng không có được set cái nullable thì nó phải tích vào đây. Được chưa? Các bạn nếu mà không đã lỡ không có cái này rồi thì cũng đừng lo. Đừng lo. Ví dụ trong trường hợp chúng ta muốn sửa thêm, tức là chúng ta muốn xóa hoặc sửa một cái cột nào đấy ở trong này. Được chưa? Muốn sửa hoặc xóa một cột nào đấy ở trong cái bảng này. Chúng ta vẫn có thể tạo migrate như bình thường. PHP artisan make migration cách enter table enter category gạch dưới table viết rõ nội dung ra là add created by column. Tên nó dài, tên dài thoải mái, các bạn không cần phải quan tâm đến vấn đề đấy. Miễn làm sao cho người ta hiểu được cái file này của bạn thực hiện cái việc gì. Vậy thôi, không cần quan tâm đến việc dài ngắn, đây tôi demo không phải làm đâu. Ở trong này này, thì chúng ta sẽ có cái đi copy lại cái này. Đi copy lại cái này. Paste vào đây, sửa create này thành cái table. Bây giờ tôi muốn thêm một cột đúng không? Tôi muốn thêm một cột vào trong đây. Trong tài liệu đã có rồi nhá. Add column. Đây nhìn thấy không? Add column thì chúng ta chỉ đơn giản là copy cái này paste vào đây. Cột của tôi là cột integer kiểu dữ liệu integer này. Cột này tên là created by. Được chưa? Cho nó nullable. Duplicate lên. Cột này là cột updated by luôn. Cũng nullable. Sau đó tôi thực hiện migration bình thường. Migrate bình thường, nó chỉ chạy mỗi cái này thôi. Chạy mỗi cái mới thôi. Bây giờ tôi vào đây tôi refresh. Tắt đi. Refresh. Created by. Updated by. Được chưa? Thế vậy thì làm sao nó biết được là cái file nào nó được chạy rồi, cái file nào chưa chạy. Thì các bạn, một cái cơ chế của nó ấy, là mỗi một lần các bạn chạy migration, nó sẽ tạo ra cái bảng, chạy lần đầu tiên nó tạo ra cái bảng này. Thì nó đối chiếu. Được chưa? Đối chiếu ở đây, nếu mà cái file, tên file của chúng ta nó đã có rồi, thì nó bỏ qua. Bỏ qua luôn. Và nó chạy những cái file chưa có mặt ở trong này. Mỗi một lần chạy là một cái batch. Được chưa? Thì là lần 1 chạy là chạy 3 file này, lần 2 chạy cái này. Được chưa? Nếu mà chúng ta muốn, chúng ta lười, trong trường hợp chúng ta lười, xóa mẹ hết đi. Lười tạo lại và chưa có cái cơ sở, chưa có cái bản ghi nào trong cơ sở dữ liệu, xóa hết đi. Nhập. Delete hết. Chỉnh sửa chán chê ở trong này đi. Trong quá trình vẫn thiết kế, chỉnh sửa chán chê trong này đi. Sau đó chạy lại câu lệnh migrate, lại chạy lại tất cả cái mớ kia từ đầu. Úi giời. Gì đây? Ở đâu ta? Ở đâu nhỉ? Đâu?
Đây bảng category mà. Bọn này bậy thật. Migrate. Lỗi gì nhỉ? À tôi chưa bởi vì chúng ta chưa xóa bảng. Tôi xóa trắng hết cái mớ này đi cũng được. Bởi vì nó đã có cái bảng user rồi, nó không cho chúng ta tạo nữa. Thấy chưa? Nên chúng ta xóa trắng cái mớ này đi cũng được. Chạy lại. Rồi, bây giờ refresh. Lại tạo ra bảng. Và bảng này nó đã chạy luôn cả cái add column ở trong này rồi. Đây. Thấy chưa? Chạy luôn cái add column rồi. Nên là chúng ta từ giờ trở đi project đi đâu thì database đi theo đây. Được chưa nhỉ? Tiếp theo các bạn tạo cho tôi thực hành luôn. Các bạn tạo cho tôi cái cấu trúc cơ sở dữ liệu sẽ có các cái cột và cái và các cái bảng có các cột như sau. Thực hành luôn nhé. Tài liệu tôi đã chỉ cho rồi, tìm cách đọc được rồi. Chỉ cho cách đọc rồi, tìm chỗ rồi. Bây giờ không làm được thì chết rồi. Và category. Nhớ đặt đúng tên bảng nhá. Đứa nào đặt sai tên bảng, tên cột thì ổn. ID, PK, AI, integer. Name. Matcha. 255. Not moon. Xấu thì tôi nói tự ghi vào, lấy giấy bỏ ra mà ghi vào. Parent ID. Integer. Nullable. Create the update the that. Không có bài nữa. Post ID PK AI INT title Vacha 255 unit short description text kiểu dữ liệu là text nullable content text nullable author author va cha cũng nullable luôn hết bố mực. Bố lại trường chuyên cung cấp cũng hết mực. Thế là hay. Tạo đi.
thấy may mắn khi gặp tôi ở đây. Ngày xưa mà tôi mà đi học y, bây giờ tôi gặp tôi ở trong viện là không chết. Sao tôi cứ viết bất cứ cái gì thì cho chậm lên viết lại. Tôi đọc một viết, nghe này. ID PK ID INV. Rồi name Ba Cha. Vulnerable, I'm not vulnerable. Rồi, parent ID, parent bên dưới ID. INT. Vulnerable. Rồi, create the update the run.
description. Tôi thích viết description. Ngay, viết nốt vào. Description. Đấy, mà đi làm chửi cho mọi mặt. Em có học tiếng Anh đâu. Đấy. Dạng đấy. Unable. Rồi. Content. Đấy. Unable. Ôi, đứng ngoài quá. Có ăn. Order. Tác giả. Viết sai chính tả rồi. A U R. Viết vẫn sai. R. Đấy. Vẫn sai. Cái từ tác giả dưới tiếng Anh viết như nào? A U. A U đồng T H O R rốt đi khủng kinh dị luôn. Em có đọc tiếng Anh đâu. Va cha Nunebo. Rồi create từ đất, viết lại create từ đất, update từ đất. Ý kiến chữ xấu cho mày viết cho mày chết luôn. Publish chưa xong. Publish date. Publish ESH gạch dưới date. Dạ date time nullable. Nullable. Rồi. Created by. By. Đây. À quên nhầm. INT. Not null. Rồi. Về tạo đi. Hả? Ấy là theo gì? Trinh và cha. Trinh trước gì? Tên người sao? Tên người à? Ờ thì sao? Người tạo phải đối chiếu với tài khoản. Chứ không ai đối chiếu với tên họ cả. Nếu họ đổi tên sao? Bảy giờ 29 nữa nha, Trâm còn 10 phút nữa để làm nha. Quay lại toàn bộ trang sẽ là đường để composer được nó sáng nó sáng được nó
máy mới xịn, không quen dùng. Dùng đi cho quen, sau này biết dùng. Sau này phấn đấu mua con đắt gấp đôi con này. Tắt máy. Sửa lại cái kết đi đã. Kết à? Cái thay đúng rồi đấy. Là. Thank you.
xong rồi nếu mà không biết refresh. Giờ có nhìn thấy cái nút refresh này không? Rồi, xem bằng boss của nó đã. Title này, short description này, content author. Thằng này nhớ code à? Nhớ. Rõ ràng chữ kia là short description. Rõ ràng là ông nhớ code. Rồi, ok. Ok, xong bài. Rồi ok xong, đây là chúng ta việc chúng ta tạo bảng nhá. Nào thôi được rồi. Rồi. Chúng ta tạo bảng xong này. Trong này chúng ta hoàn toàn sau khi tạo xong nhá, lưu ý này. Sau khi đã tạo bảng rồi. Nếu mà bảng của chúng ta chưa có cái bảng ghi nào ở trong bảng ấy thì chúng ta xóa toàn bộ đi chạy lại là chuyện bình thường, nếu mà chúng ta thiết kế là còn sai. Được chưa? Trong trường hợp bảng của chúng ta đã có dữ liệu rồi thì đừng có mà dọại dại mà xóa đi rồi chạy lại nhá, mất hết dữ liệu đấy. Được chưa? Với lại ở trong này nó có thêm một cái trò nữa là cái trò rollback. Rollback lại cái lệnh vừa mới chạy xong. Được chưa? Thì copy này. Được chưa? Vừa rồi Tú nó vừa mới chạy câu lệnh là để tạo ra bảng post table đúng không? Bây giờ tôi php artisan migrate 2.rollback. Xong. Bây giờ chúng ta đang có bảng là bảng đang có bảng post này. Refresh. Mất rồi đúng không? Rollback lại cái lệnh vừa chạy vừa rồi. Được chưa? Quay lại. Sau đó chúng ta có thể chạy migrate bình thường để nó chạy lại câu lệnh trước đấy của các bạn. Được chưa nhỉ? Rollback làm sao được nhiều lần? Tối đa là bằng cái số câu lệnh các bạn chạy chứ làm sao được nhiều lần. Rồi, reset command. Được chưa? Chúng ta có câu lệnh reset hoặc là refresh. Được chưa? À, đấy là xong cái. Ở trong này chúng ta còn có thể thiết kế được cả một cái cơ sở dữ liệu mà có một bảng có hai cột là primary key nhé. Có nhiều primary key là chuyện bình thường. Chúng ta có thuộc tính là các cái thuộc tính như ví dụ như kiểu primary key. Đây này các bạn nhìn này. Table có thể set một cái primary cho một bảng. Primary là gì? Chúng ta set là table trỏ đến primary. Set primary cho nhiều cột thì là đặt vào trong cái giá trị của cái hàm primary ấy, một cái array là tên của các cái cột primary của các bạn. Được chưa? Đặt cho một cái giá trị nào đấy là thuộc là cái key là unique thì set là table trở đến unique. Được chưa? Index, basic index. Được chưa nhỉ? Chúng ta có thể là xóa một cột nào đấy hay là set cái việc cái set cái foreign key. Set cái foreign key từ bảng này sang bảng khác. Và kiểu trigger là như thế nào thì ở trong này có hết. Yeah. Trigger thì chúng ta có hai loại là cascade và restrict. Yeah. Cascade thì sao? Hiếu. Lắc. Có ai nhớ cascade là gì không? Trong cơ sở dữ liệu. Search thử ra. Trong cơ sở dữ liệu nó có các loại trigger. Khi mà nó cái việc đấy nó sẽ xảy ra khi chúng ta update một bảng tra, một dữ liệu ở bảng tra thì nó sẽ quyết định những cái việc xảy ra cho bảng con. Nó có restrict và cascade hoặc là không làm gì. Tôi nhớ không nhầm thì là như vậy, tôi không nhớ cụ thể là restrict là gì, cascade là gì, nhưng mà hình người ta hay dùng cascade. Và cascade thì nó sẽ không có cái sự kiện gì xảy ra cho bảng con. Còn restrict thì là khi mà thằng cha bị xóa thì nó sẽ xóa hết tất cả thằng con này. Nếu tôi nhớ không nhầm là như vậy. Được chưa nhỉ? Đấy là về migration. Có bạn nào có thắc mắc gì không? Chúng ta chuyển sang phần tiếp theo là phần seeding. Được chưa?
Migration, nhớ tôi tổng hợp lại này. Migration là chúng ta tạo ra cơ sở dữ liệu, các bảng trong cơ sở dữ liệu bằng các câu lệnh command của PHP Artisan Laravel và dựa vào các cái class được tạo ra từ PHP Artisan. Được chưa nhỉ? Cái phần tiếp theo là ở đây cái migration của chúng ta nó mới chỉ tạo ra bảng trống, đây gọi là cấu trúc bảng. Được chưa? Nhưng mà trong khi chúng ta phát triển hệ thống ấy, thì trong mỗi thường trong những cái bảng mà là gọi là bảng cha, ví dụ như trong này là category này, kia là post này, đúng không? Thì trong những cái thứ gọi là bảng cha như này thì thường thường nó sẽ có một cái khái niệm gọi là master data. Master data. Chữ này đọc được chưa ở trong? Đọc chưa? Master data. Nó là cái gì? Master data là dạng dữ liệu mẫu có sẵn trong project ngay khi project được khởi tạo. Được chưa? Master data là dữ liệu có sẵn ở trong một bảng, một tập hợp bảng nào đấy ngay lập tức khi project được khởi tạo. Ví dụ điển hình đó là cái user thì để khởi tạo, để làm được cái việc login thì phải có thằng user nào đấy trong hệ thống chứ. Thì với login được chứ không bị tạo bằng tay, đúng không? Thì chúng ta phải có sẵn một vài thằng user với một vài cái quyền nào đấy ở trong này. Hoặc là với cái category là danh mục thì chúng ta phải có một vài cái danh mục gốc, danh mục cha trước đã, sau đó mới có những danh mục con nằm trong, đúng không? Thì cái đấy nó gọi là những cái đấy người ta gọi là master data. Thì ở trong cái Laravel này chúng ta cũng có thể chuẩn bị sẵn những cái master data đấy ngay khi mà project được khởi tạo, và chúng ta có thể thêm những dữ liệu vào trong cơ sở dữ liệu bằng một câu lệnh command thôi, rất là nhanh. Thì khái niệm đấy ở trong Laravel nó gọi là seeding. Seeding. Mở tài liệu ra search đi, chờ đợi gì nữa. Seeding. Database seeding. Đây, nó sẽ như thế này. Tôi vừa giải thích khái niệm seeding rồi nhá. Có nào thắc mắc gì nữa không? Thắc mắc thì cứ hỏi. Tiếp theo, để nó giống như phần migration thôi. Giống như migration. Nó có thể là tạo ra một class để viết code, sau đó là thực thi với cơ sở dữ liệu. Thì chúng ta ở đây có PHP Artisan Make Seeder. Ví dụ tôi sẽ thêm dữ liệu vào cho bảng category chẳng hạn. Thì tôi sẽ tạo ra một câu lệnh, thực hiện một câu lệnh là PHP Artisan Make Seeder cái gì nhỉ? Category Table Seeder. Ngớ bụi quá. Yeah, Category Table Seeder. Được chưa nhỉ? Các bạn có thể tìm nhanh cái file tạo ra bằng cách Ctrl P, có category table seeder, enter xuống nó ra ngay. Và nó nằm ở trong phần seed. Ở đây này. Dưới phần migration đấy. Được chưa? Trong này thì chúng ta thêm dữ liệu bằng cách nào thì chúng ta bay vào trong cái cấu trúc của cơ sở dữ liệu. Chúng ta có thể tạo ra một cái tập, một cái, chúng ta có thể sử dụng db 2.2 table, tên bảng là category, trỏ đến insert, đóng mở ngoặc, ở trong này mà là một cái array. Trong này là một cái array. Các phần tử trong array nó chính là các cái cột của chúng ta. Chúng ta thực hiện insert các cột nào chúng ta viết vào đây. Ví dụ như chúng ta có các cột trong bảng category là get name, parent ID, đúng không? Có mỗi bằng đấy cái thôi. Thì tôi sẽ có get name này, string là get name, trỏ đến, đây là xã hội đi,
xã hội này. Parent, tôi thằng này không có parent ID, tôi để trống luôn. Kệ nó. Để mỗi này thôi. Đây là chúng ta insert một bảng ghi vào trong cơ sở dữ liệu. Bảng category. Được chưa nhỉ? Cái db2.table á là cái này là chúng ta sử dụng là cái gì nhỉ, gọi là cái gì không, cái này gọi là cái gì nhỉ, query builder, gần dạng vậy, gọi là query builder, tạo ra những cái câu lệnh, thực thi những câu lệnh nó phức tạp thì sử dụng cách này. Cái class db này, class dùng là public class dùng ở bất kỳ đâu cũng được, không cần phải use. Yeah. Cái đấy random tí nữa. Random thì bọn tôi hay dùng picker thôi. Anh nhầm thằng Luân xong chưa? Ông là cái thằng phép mắt nhất cái lớp này. Tôi phải chờ ông code xong rồi tôi dám make được. Xong chưa? Chạy những lệnh comment thì nó không tồn tại lâu cho nên là muốn chờ đó. Chúng ta vẫn có team view nhé. M28521187. Tôi vừa nãy vừa bật lại. Cái đấy là phải phụ thuộc vào cái cơ sở dữ liệu của các bạn. Cơ sở dữ liệu của các bạn tên là gì thì các bạn biết như vậy. Còn của tôi nó có, tôi đặt tên nó là kết đêm thì tôi biết tên nó vào đây. Mình thích thì mình biết thôi. Còn hiểu thế nào là việc của các bạn. Nếu mà ai cũng giống ai ở cái lớp này, ai cũng cốt giống như tôi thì lấy đâu ra lỗi? Không có lỗi thì chúng ta lại không có kinh nghiệm sửa. Thế nên là cứ biết thoải mái, gặp lỗi sửa, chả vấn đề gì cả. Phải đi dạo hơi à? Xong chưa? Rồi, bây giờ chạy lại PHP artisan gì? db2.sit cách --- class bằng copy cái tên class ở đây vứt vào, copy class này này vứt vào đây, pẹt xuống. Ủa sao này nó kinh khủng này, nhiều quá, Ctrl V enter xuống, chạy xong rồi đấy, của tôi xong rồi đấy, --- class. Ừ. Từ sau mấy thằng mắt quét thì mò lên đầu nhá. Ông để ý này, trên đây là ba cái bàn đầu, chỉ có đâu một hai đứa cận. Còn tất cả những cái thằng cận của cái lớp mày đẩy hết xuống dưới. Đã quét thì chớ lại còn chui dưới. Chưa lâu thế. Xong chưa? Bây giờ mở cái table ra mà refresh thôi.
Thấy không? ID 1 xã hội, còn tất cả những thằng khác nun hết. Được chưa? Đây là một cách. Xong chưa các thanh niên? Check xem có thêm dữ liệu vào trong bảng rồi chưa? Còn đứa nào chưa được? Giơ đầu lên. Anh Toàn ấy xem một thằng Linh hộ em cái, ngồi ngay trên anh ấy. Cái thằng đen nhất lớp ấy. Cái việc chúng ta thêm vào cột nào nó phụ thuộc vào cái thiết kế cơ sở dữ liệu của chúng ta nhá. Những cái cột mà được xét là not null ấy. Những cái cột được xét là not null thì chúng ta bắt buộc phải insert dữ liệu. Được chưa? Lưu ý cho tôi cái việc đấy. Xong chưa? Tiếp theo này, trong trường hợp chúng ta muốn nào thì trong trường hợp chúng ta muốn insert nhiều dữ liệu cùng một lúc. Đây là insert 1 nhá. Trong trường hợp chúng ta muốn insert nhiều dữ liệu cùng một lúc thì làm nào? Ví dụ trong cái bảng này. Còn cắt cái đoạn này đi cho tôi. Cắt nó đi. Lên trên này chúng ta tạo ra một cái biến là category get sc bằng một cái array ở trong đấy chứa các cái array. Đây mỗi một cái array này là một bản ghi này. Đây là thể thao này. Thể thao này. Get name là thể dục. Thằng này có parent ID. Bằng 2. Biết vì sao bằng 2 không? Bởi vì cái thằng này này, thằng thể thao nó sẽ được insert trước đúng không? Do cho nên là đây hiện tại đang có ID bằng 1 thì thằng này tự tăng thì thằng thể thao này sẽ ngẫu nghiễm nhiên có ID bằng 2. Thằng thể dục này là con của thằng thể thao thì lấy luôn cái ID bằng thằng này. Được chưa? Tiếp tục xã nhầm. Xã giao. Xã giao. À, giáo dục đi. Thằng này không có cha. Tiếp theo là về cái gì bây giờ? An ninh. Trang của tôi chuyên gia về những cái lĩnh vực nóng. Đây là cái gì? Cho tôi một cái tên như nào? Hả? Giao thông. Rồi. Xếp xuống. Tính châm dạo này thông minh thế. Nói phát nghĩ ra ngay. Rồi sau đó thì sao? Sau đó pệt thẳng cái biến kết này vào đây. Pệt thẳng biến kết vào. Chưa xong nên đừng đứa nào chạy preparation nha. Cứ từ từ. Xong cái việc này đã. Được chưa? Với thằng parent ID là nullable. Cho nên là nó có giá trị cũng được, không có giá trị cũng được. Ông để nó default à? Anh kệ không? Default thôi, không phải insert. Nếu không thì là không có trái. Xong chưa? Lâu thế. Không ra. Tiếp tục nha. Copy cho tôi cái tên table. Copy tên cho tôi cái tên table này. Sau đó nhìn thấy cái file database seeder ngay dưới đấy không? Database seeder ngay dưới cái file chúng ta vừa mới sửa. Nhìn thấy không?
bấm vào đấy. Trong cái hàm run này thì chúng ta clone cái dòng call this trở đến call user table seeder ra. Sửa tên class thành tên category table seeder. Xếp xuống. Thấy chưa? Sửa tên. Được chưa? Bây giờ chạy lại câu lệnh PHP artisan db sheet nhưng mà xóa cái class này đi. Xóa cái này đi. Enter xuống. Ôi trời ơi. Insert into get name. Mấy cái thằng này nó không cùng cấu trúc. Để coi nào. Mẹ nó chứ mấy thằng này vẫn phải có parent name. Như vậy thì chúng ta phải đi copy lại cái parent name này, chúng ta paste hết lên trên. Hoặc là xóa cái thằng parent name ID bằng 2 cái đi. Thì đấy tùy các bạn thôi, thích làm nào làm. Nhưng mà cái số 2 cái chúng ta viết vào đấy là null nhá. String rỗng hoặc là null. Sửa lại thành parent null. Đấy. Nó chạy seeding của file category table seeder. Chạy xong rồi thì bây giờ chúng ta mở DB ra ngó lại một lần. Thêm một rổ đây. Thấy chưa? Đây là cách chúng ta thêm nhiều thứ cùng một lúc, nhiều bản ghi cùng một lúc. Thêm nhiều bản ghi cùng một lúc thì chúng ta tạo một cái mảng ra. Sau đó mảng này chứa nhớ trong cái mảng này phải cùng cấu trúc. Cùng cấu trúc là có tất cả các cột giống nhau. Nhá. Đây là insert tên cột này thì tất cả những cái bản ghi ở phía trong này phải có các cái cột tên cột giống nhau. Còn điền dữ liệu như nào thì tùy các bạn thôi. Sau đó là chúng ta insert thì insert thẳng cái array đấy vào đây là xong. Còn cái việc mà tôi làm ở đây này, cái tôi làm đây này, đó là khi mà chúng ta muốn thực hiện nhiều cái seeder cùng một lúc, được chưa? Thì chúng ta chỉ việc clone cái clone từng dòng này git trở đến con clone từng dòng này ra một, nó thực hiện đúng theo insert đúng theo cái thứ tự chúng ta setup xong này, được chưa? Và nhớ tôi một điều, khi thực hiện seeder xong thì comment nó này, bởi vì lần sau ở đây này, ví dụ như cái bảng category này, chúng ta lần sau mà lỡ nghịch dại mà lại seeder lại thêm một lần nữa thì nó duplicate thêm cái số lần của những cái thằng này ra. Nó sẽ gây rối loạn cái cơ sở dữ liệu của các bạn. Không hay ho gì cả. Cho nên là tốt nhất là comment chạy xong cái database seeder này thì chạy xong cái nào comment cho đấy bạn. Cho nên yên tâm. Chỉ một thao tác nhỏ thôi nhưng mà chúng ta yên tâm hơn rất là nhiều. Lần sau nhớ có thằng fresher nào vào đây nghịch ngu tạo thêm một bảng nào đấy ra thì ít ra nó không chạy cái những cái bảng mình đã tạo master data rồi. Đấy chuyện bình thường nhá. Cẩn tắc vô ấy này. Được chưa? Bây giờ các bạn tạo thêm cho tôi. Nào. Các bạn tạo cho tôi một file post table seeder. Post table seeder. Thêm cho tôi 5 bản ghi vào trong bảng post. ID chúng ta cứ mặc định created by các bạn cứ mặc định set cho tôi cái giá trị của nó bằng 1. Nhá. À bằng -1, quên -1. Đấy, created by này, set tôi mặc định giá trị là -1. Thêm tôi 5 bản ghi vào trong bảng post. Hãy
luôn. Thank you.
Copy bên kia sang đi vào sao.
cái gì tôi để cái này là đúng rồi. Chính nhìn đi không? Có nhìn thấy cái gì đây không? Đây là cái gì? Đây là một mảng. Trong mảng chứa mảng. Được chưa? Hiểu lý do vì sao chưa? Ông xem lại cấu trúc của ông đi. Thank you.
cùng này. Nào, tiếp tục. Chúng ta sẽ sang cái phần tìm hiểu một công cụ để giúp chúng ta tạo ra những cái dữ liệu mẫu mà chúng ta không phải làm thực. Các bạn nếu mà hãy tưởng tượng như này, bảng này của chúng ta mới chỉ có thêm một đây 2 cột đúng không? Mà dữ liệu nó không trùng nhau ở một cột mà chúng ta đang thấy nghĩ là rất là khó khăn rồi. Đúng chưa? Bây giờ nếu mà chúng ta thêm được khoảng 100 bản ghi, yêu cầu tất cả các cái dữ liệu ở trong cái bản ghi vừa rồi nó không bị trùng nhau ở tất cả các cột, đến lúc đấy thì há mồm, đúng không? Chúng ta phải có công cụ giúp chúng ta sinh những cái dữ liệu đấy. Thì chúng ta ở trong Laravel nó có một cái thư viện. Các bạn search cho từ tôi từ Laravel Faker. Thấy chưa? Granito Faker. Chắc thằng này cũng đánh lầu lở. Thấy chưa? Thấy chưa nhỉ? Đây là cách dùng. Nó sẽ giúp chúng ta tạo ra những cái dữ liệu mẫu theo yêu cầu đẩy vào. Được chưa? Thì để dùng nó thì chúng ta có cái Faker Factory Created như này, Factory Create để tạo ra một cái đối tượng. Chúng ta copy cái dòng này. Copy cho tôi cái dòng này. Đây tôi paste vào đây nhá. Tôi sẽ tạo ra một thằng tôi chưa có thằng post. Tôi tạo ra thằng post. Đây, post table sitter. Thì tôi sẽ tạo ra ở trong cái hàm run này này, tạo ra faker bằng faker factory created. Sau đó ở dưới này tôi sẽ có một cái vòng for. For y bằng 0, y nhỏ hơn độ khoảng 100 đi. 100. Bây giờ tôi insert dữ liệu vào trong bảng post, đúng không? Thì tôi ngó lại trong thiết kế của cái bảng post của tôi xem là nó có những cái cột nào cần phải require. Ủa, tôi chưa có bảng post à? Đây không? Đây. Chỉ có title thôi. Title và created by, đúng không? Nhưng mà tôi sẽ insert cả dữ liệu cho các cái cột là short description, content, author này luôn. Đáng lẽ chúng ta còn cần phải thêm một cột là ảnh nữa cơ. Nhưng mà thôi cái đấy để tính sau, bao giờ chúng ta làm thật thì tính tiếp. Đây tôi chỉ demo thôi. Thì chúng ta sẽ tạo ra một cái array như này. Chúng ta sẽ có một cái, đây chúng ta làm như này luôn là db2.table. Đóng mở ngoặc, cột là cột bảng post. Trỏ đến insert. Bởi vì tôi lười nên tôi làm này. Trong này chứa một cái array. Lúc này chúng ta yêu cầu là cột title đúng không? Nó sẽ bằng với cái biến faker. Faker này, cứ đến đây đi đã. Xong các bạn xong đến đây đi đã. Thì chờ các bạn. Cái khác này à? Hay là như nào? Đọc tài liệu thì biết. Hơi dữ tình, bình tĩnh. Không phải gì biến bội. Sao đến đây chưa nhỉ? Cái thằng cuối lớp nó gật đầu. Tôi có hỏi ông đâu. Tức là chúng ta sẽ thực hiện 100 vòng lặp. Lặp 100 lần. Mỗi một lần tôi sẽ insert một bản ghi vào trong cơ sở dữ liệu. Thì ở đây tôi muốn tìm, các bạn để ý này, dùng này, rất là dễ thôi.
echo faker cho đến name là nó sẽ đẩy ra cái string là Lucy gì gì đấy, nó random mà. Nên các bạn không phải lo nó bị trùng đâu. Unique. Text không có unique text cả. Rồi tìm nó cái text xem có cái nào. Kéo xuống chút nha, chờ tôi tí để tôi tìm xem ở trong này xem có cái có cái nào phù hợp với cái tiêu đề của chúng ta không. Real text. Đây, real text. Real text. Chúng ta sẽ có faker trỏ đến real text. Max NB cha bằng 200, index size bằng 1. Tức là chỉ thêm một dòng thôi. Và cái số lượng ký tự nó điền vào đây sẽ là 200 ký tự, tôi để khoảng 100 thôi. Trăm từ sao? Tôi chỉ để 70 từ cho nó ít. Index size 1. Phẩy tiếp đến cái short description đúng không? Short DESC, các bạn phải đối chiếu lại cái cột này ở trong bảng của các bạn là cái gì nhá. Chứ lúc nãy tôi thằng Tú nó lên đây nó viết tên cột của tôi là như này, tôi phải theo như vậy. Tôi có faker trỏ đến cũng là real text. Để xem có cái nào real text dài dài không. Thôi cũng là real text. Trỏ đến real text. Đây để là 500 từ cũng được. Bỏ cái index size đi. Còn nếu mà chúng ta thích thì có thể là sử dụng index size bằng 10 dòng cũng được, 10 đoạn. À đâu? Cái short description này tôi để giới hạn đúng không? Giới hạn hay không nhỉ? Short description này. À đây, short description dạng text. Ok, để bao nhiêu cũng được. Nhưng mà short description nó là mô tả ngắn thì chúng ta để ngắn thôi. Được khoảng 150 từ thôi. Index size bằng 2 hoặc 3 dòng. Chỉ một dòng cũng được. Tiếp theo là content. Cũng bằng real text. Real text bằng 500 từ. 10 dòng. Cột author nó sẽ bằng với faker cho đến name. Lấy một cái name random nào đấy. Và cột gì nhỉ? Created by, chúng ta set cho nó bằng -1. Đây là cứ -1 thì là sẽ là tạo ra bởi hệ thống và là master data. Này có get ID không nhỉ? À chưa có get ID. Ok nó đi. Nhá. Tôi để nó. Dạ. Suy giảm. Sorry. À phải. Sao dạo này mình nhiều lỗi nhỉ?
chưa nhỉ? Các bạn đọc faker mà đi cóp mấy cái real tech này chứ đừng có cóp của tôi làm gì cả. Search Laravel faker xong rồi đi cóp search chữ real tech ấy cho dễ. Được chưa? Sau đó chạy. Úi giời ơi. Index size must be at most 5. Là sao? Số 1 chuyển đến số 5. Sai. Bỏ mẹ đi. Xong rồi đấy. Chúng ta đã có 100 dữ liệu ở trong cái bảng post này. Được chưa? Đúng 100 luôn. Không thằng nào trùng thằng nào. Chúng ta bỏ cái index size đi nhé.
báo giá, cứ bảo đều ổn. Ok. Rồi, ok. Nha. Được chưa? Xong hết chưa? Còn ai có vấn đề gì không? Nhất lại là tổng hợp lại một chút này. Thì hôm nay chúng ta đã làm được thôi. Tập trung. Hôm nay chúng ta lại cho chương trình này. Hôm nay chúng ta đã làm quen với khái niệm PP. Có nghe không? Nay chúng ta làm quen với khái niệm PP Artisan. Nếu tôi Artisan là những cái câu lệnh gõ gõ trong công làm thì với Laravel gọi là Artisan. Được chưa? Nó giúp chúng ta cực kỳ nhiều. Sau này kể cả các bạn làm dự án ấy, bạn gõ một hai câu lệnh ra nó cũng sẵn sàng tạo cho các bạn thẳng một cái việc là một cái phần là authenticate cùng lớp in lớp out thoải mái luôn, rất nhanh. Thì đấy là những cái mô đun dựng sẵn. Thì đấy là Artisan. Ngoài ra đến một lúc đến gần cuối tôi sẽ hướng dẫn các bạn tự tạo ra những câu lệnh con măng của mình để thực hiện những việc của các bạn nếu các bạn mong muốn. Nhưng mà nó chỉ là cái khung khung nào khi mà tạo phải là artisan thì mình học là cái khung dựng sẵn trong nhà thì code đâu phải tự code chứ, không còn mong muốn gì nữa. Không có cơ chế cho chạy câu lệnh con măng để thực hiện logic thì chẳng sướng quá rồi, mình mong muốn cái gì. Và hôm nay chúng ta cũng làm quen thêm với khái niệm về artisan, khái niệm về migration và seeding ở trong Laravel, giúp chúng ta thực hiện việc là tạo cơ sở dữ liệu, tạo ra cấu trúc cơ sở, tạo ra cấu trúc các bảng ở trong DB, cộng với việc chúng ta thêm những cái master data vào trong bảng của chúng ta để chúng ta có những cái dữ liệu để test. Thế nhỉ? Buổi sau chúng ta sẽ đến với cái phần một khái niệm mới tên là Router. Nó rất là quen thuộc với các bạn thôi. Thì các bạn về tìm hiểu trước cho tôi nhá. Tìm hiểu trước tôi về Router, về view, về controller. Tìm hiểu vòng đời đi như nào ở trong Laravel. Thì tuần này sẽ không có bài tập. Cái gì đấy? Thì sang thứ 3 tuần sau chúng ta sẽ học và sẽ có bài tập về nhà cho các bạn. Đáng lẽ tôi tính ra là cái đề tài các bạn bắt buộc phải nộp cho tôi cái phần migration của các bạn. Nhưng mà thôi, các bạn cứ túc tắc làm cái đấy, sang tuần sau sẽ có bài tập đấy. Nha. Tất nhiên là làm backend trước.